chào các bác, em sẽ chào các bác con rửa bát TL5, một con máy vừa dọn xong test ok rồi các bác nhé. Máy rất là đẹp này, hình thức bên ngoài đã làm sạch đẹp trắng trẻo. Mã số 3, con này em bán là 3,2 triệu, bảo hành 2 năm, chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp ạ. Phí vận chuyển là 150.000 các bác nhé, biến áp vẫn là mua riêng thêm là 500.000. Mua bán thì có đặt cọc trước 500 ạ, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì thanh toán nốt cho bên giao hàng. Một con TL5 rất là đẹp. Bên em hai số điện thoại giao dịch này các bác nhé, hai kênh. Có xem kênh thì cho em xin đăng ký kênh nhé. Tại bên em rất là nhiều máy, nhà lúc nào cũng rất là nhiều máy các bác nhé. Đây, hút ẩm cũng về. Một con TL5 Econavi, hẹn giờ, thời gian sấy 30, có chức năng kẹp giữ khô bắt đũa, thông gió, chế độ rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ C, rửa mạnh, rửa nhanh, vệ sinh máy, rửa nhiệt độ thấp. Đây. Bật nguồn, tắt nguồn, bắt đầu rửa, đèn báo chương trình rửa. Đây. Nói chung là về tất cả các cái tính năng của máy rửa bát thì đều giống nhau các bác nhé. Chiều cao, chiều ngang bọn này là 55. Chiều cao bọn này mở cánh ra, đội cánh lên trên, cao 65. Chiều dày là 35 phân. Máy là máy 6 bộ rửa cho 6 đến 8 người ăn. Xếp mỗi hàng này 6 các bác con, hai hàng 12 cái. 6 cốc ngắn, bác không xếp cốc lại xếp thêm bát nhé. 6 đến 8 cái đĩa ở đây. Đũa thì bát đô to bát nhỡ hoặc xong nhỏ. Bác nào dùng bột rửa cho đây hoặc ném thẳng vào khoang này. Ba tay phun. Khay rác, rửa xong rác vào con vào đây. Đấy. Đấy thôi. Con này sản xuất năm 2012. Series máy là 0263 tiền năm, máy rất là đẹp các bác nhé. Bảo hành tận 2 năm cho nên các bác cứ yên tâm sử dụng. Không phải lo gì cả, bảo hành như máy mới luôn. Chào các bác.